tiêu dùng thông minh với những nội dung đáng chú ý. Sony hướng tới 1 tỷ người dùng trong lĩnh vực giải trí vào năm 2024. Tây Ban Nha robot nấu ăn cư hơn cả đầu bếp. Chính phủ yêu cầu hỗ trợ nông sản giúp tỉnh Bắc Giang. Thành phố Hồ Chí Minh doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng trong tháng 5. Vận chuyển 12.000 gói thuốc lá lậu từ Gia Lai xuống thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ. Cuối tháng 5 là đợt cao điểm để nông dân huyện Cao Phong thu hoạch mía trắng. Tuy nhiên, mía trắng vẫn bạc ngàn nhưng lại thưa thớt bóng dáng của tư thương tới trung mùa. Người dân lo lắng khi mùa mưa kèm dông lốc đến, cây mía sẽ dễ bị đổ, nguy cơ thua lỗ rất cao. Tiêu điểm tiêu dùng thông minh ngày hôm nay: dùng màng bọc thực phẩm cực kỳ tiện lợi trong công việc nội trợ, bao gói bảo quản thực phẩm. Tuy nhiên, nếu sử dụng sai cách sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường đối với sức khỏe. Lượng tiêu thụ trứng gia cầm bỗng gia tăng mạnh giữa tình hình dịch bệnh. Liệu rằng sức tiêu thụ tăng có dẫn tới việc giá của mặt hàng này thay đổi hay không? Tình hình cụ thể như thế nào? Mời quý vị và các bạn đón chờ ghi nhận sau đây cùng phóng viên FBNC. Xin chào tất cả quý vị đang cùng theo dõi Tiêu dùng thông minh được phát sóng trên các nền tảng của FBNC. Chương trình ngày hôm nay sẽ có rất nhiều thông tin đáng chú ý trong nước cũng như là quốc tế, cùng với nhiều điều thú vị đang chờ mọi người khám phá. Hãy giữ vững tín hiệu và đồng hành cùng với chúng tôi đến cuối chương trình ngày hôm nay quý vị nhé. Và mở đầu chương trình, mời tất cả quý vị sẽ cùng đến với những thông tin tiêu dùng trên thế giới. Thưa quý vị, tập đoàn điện tử khổng lồ Sony của Nhật đã vừa thông báo họ dự định hướng tới phục vụ 1 tỷ người dùng trong lĩnh vực giải trí như game và các trò chơi điện tử trong khoảng thời gian từ nay đến năm 2024. Để đạt được mục tiêu trên, dự kiến đến tháng 3 năm 2024, họ sẽ đầu tư lên tới 18 tỷ đô la, chủ yếu vào nghiên cứu công nghệ cùng với các xu hướng mới nhằm mang đến các trải nghiệm thú vị hơn cho người dùng. Chủ tịch kiêm CEO của Sony, ông Kenichiro Yoshida mới đây đã cho biết rằng chúng tôi muốn kết nối khoảng 1 tỷ người với nhau thay vì 160 triệu như hiện tại. Các trò chơi và lĩnh vực phim hoạt hình kết hợp cùng với nhau đều có sự tăng trưởng với viễn cảnh rất tích cực. Được biết, Sony vừa ra mắt thiết bị chơi game PlayStation 5 vào tháng 11 năm ngoái. Ngay lập tức thì đã tạo ra làn sóng trên toàn cầu. Dự kiến trong năm 2021, Sony sẽ bán được gần 15 triệu thiết bị PlayStation 5 trên toàn thế giới. Sony cũng thông báo họ sẽ mua lại công ty chuyên cung cấp dịch vụ làm phim hoạt hình Crunchyroll, đơn vị có đến hàng triệu người dùng ở hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Giá trị của thương vụ là khoảng 1,18 tỷ đô la Mỹ. Ngoài ra thì hiện nay Sony cũng đang đầu tư phát triển xe điện với mẫu đầu tiên được đặt tên là Vision S đang chạy thử nghiệm. Thưa quý vị, chủ siêu thị và cửa hàng bán lẻ khổng lồ 7-Eleven có trụ sở tại bang Texas của Mỹ thông báo họ sẽ mở cửa hàng tiện lợi đầu tiên của mình ở Campuchia vào tháng 6 tới đây. Địa điểm sẽ là thủ đô Phnom Penh. Các cửa hàng tiếp theo dự kiến cũng sẽ được mở cửa trong năm nay. Đại sứ quán Campuchia tại Thái Lan viết trên Facebook như sau: chuỗi siêu thị tiện lợi 7-Eleven sắp mở chi nhánh đầu tiên tại Campuchia vào tháng 6 và có kế hoạch sẽ mở thêm 6 cửa hàng khác trong năm nay. Một hoạt động về vận hành của cửa hàng tại xứ Chùa Tháp sẽ do chi nhánh Campuchia trực thuộc công ty tại Thái Lan điều hành. 7-Eleven đã nổi tiếng tại Thái Lan từ hơn 30 năm qua. Hiện nay thì họ có hơn 14 cửa hàng bán lẻ trên khắp các thành phố lớn với hàng loạt mặt hàng quen thuộc về ăn uống, tiêu dùng và cả tài chính ngân hàng. Dự kiến các dịch vụ và mô hình này sẽ được bê y nguyên sang Campuchia. Tại Campuchia, 7-Eleven sẽ phải cạnh tranh gay gắt với các hãng có sẵn như tập đoàn bán lẻ nội địa Smile Mini Smart hay là các hãng nước ngoài như là Circle K, Kiwimart, Aeon hay là Lucky Express. Thưa quý vị, hãng sản xuất xe hơi khổng lồ Hyundai của Hàn Quốc mới đây đã liên doanh cùng với một tập đoàn điện tử khác cũng từ xứ kim chi là LG để mở một nhà máy sản xuất ắc quy cho xe điện tại Indonesia. Hai công ty dự kiến sẽ đầu tư khoảng 1,2 tỷ đô la để lắp đặt nhà máy ở khu vực là Karawang gần thủ đô Jakarta. Nhà máy dự tính sẽ bắt đầu sản xuất vào năm 2023 và cung cấp bình ắc quy cho khoảng 125 xe điện mỗi năm. Dự kiến số ắc quy này sẽ được dùng cho dòng xe điện của Hyundai, sau đó cũng sẽ cung cấp cho các hãng khác tại thị trường Đông Nam Á. Bộ trưởng Hàng hải và Nghề cá Indonesia, ông Luhut Banatan cũng đã vừa có chuyến thăm tới thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Ông đã gặp lãnh đạo hai tập đoàn Hyundai và LG. Tại đây thì các bên đều đồng thuận về việc tăng cường đầu tư mở rộng kinh doanh, nâng cao năng lực sản xuất các sản phẩm của Hyundai và LG tại quốc gia vạn đảo này. Trong một diễn biến khác thì Hyundai mới xây dựng một nhà máy sản xuất xe hơi tại khu công nghiệp Kota Deltamas gần thủ đô Jakarta. Nhà máy có công suất khổng lồ lên tới 250 xe một năm. Bắt đầu từ năm 2022, nhà máy sẽ
sản xuất cả xe điện. Indonesia được biết là rất giàu về tài nguyên lithium và vật liệu chủ chốt để sản xuất bình ắc quy. Indonesia cũng là quốc gia lớn nhất Đông Nam Á với dân số gần 300 triệu người, được xem là thị trường khổng lồ cho các mặt hàng xe hơi và có rất nhiều tiềm năng để đầu tư phát triển xe điện trong tương lai. Tại siêu đô thị Istanbul ở Thổ Nhĩ Kỳ, hiện thì vẫn còn nhiều người vẫn duy trì truyền thống nuôi ong trong thành phố được bao quanh bởi các tòa nhà cao tầng. 4 tấn mật ong được sản xuất bởi khoảng 1.500 người nuôi ong ở Istanbul. Điều này đã vừa giúp cho họ giảm stress trong thời kỳ dịch bệnh, nhưng quan trọng hơn là duy trì sự đa dạng của thực vật. Những người nuôi ong thường xuyên trông coi tổ ong của mình trong các khu vực có rừng ở Istanbul. Ngoài ra thì họ còn đóng góp cho nền kinh tế bằng cách sản xuất hạt dẻ, hoa, hướng dương, vôi, thạch và mật ong. Thưa quý vị, từ công nghệ đến các lĩnh vực nghệ thuật hay thậm chí là ẩm thực, robot đã có thể thay thế con người đảm nhiệm những công việc này. Và mới đây thì một công ty Tây Ban Nha đã phát triển robot có thể nấu món cơm thập cẩm là paella đặc biệt của nước này, ngon như là một đầu bếp thực thụ chế biến. Để kích hoạt robot thì cần phải chuẩn bị các nguyên liệu từ trước đó và sau đó thì robot sẽ thực hiện các phần công việc như là một đầu bếp thực thụ vậy đó. Ngoài món paella thì robot này cũng có thể chế biến nhiều món ăn truyền thống đặc sắc khác của Tây Ban Nha. Các món ăn do robot này chế biến đều thu hút đông thực khách hưởng thụ. Và mục tiêu của công ty là có thể đưa robot này tới các nước khác để quảng bá các món ăn truyền thống của đất nước này. Và tiếp đến sẽ là những thông tin tiêu dùng trong nước. Thưa quý vị, vừa qua Văn phòng Chính phủ đã có công văn gửi các bộ và Ủy ban Nhân dân các tỉnh về việc đề nghị hỗ trợ tiêu thụ nông sản tỉnh Bắc Giang do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nhằm kịp thời phối hợp hỗ trợ tháo gỡ phần nào khó khăn cho các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại bệnh. Cụ thể thì Phó Thủ tướng chỉ đạo các bộ cơ quan liên quan cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao để mạnh tăng cường tổ chức hướng dẫn, truyền thông cũng như là giúp đỡ các địa phương đang gặp khó khăn được lưu thông hàng hóa đảm bảo an toàn và thuận lợi, nhất là đối với các mặt hàng nông sản có sản lượng lớn đang vào vụ thu hoạch. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang cũng cần phải chủ động xây dựng kế hoạch, kịch bản cụ thể để ứng phó kịp thời trong bối cảnh dịch còn diễn biến phức tạp. Nhật Bản chính thức mở cửa thị trường cho mặt hàng vải thiều Việt Nam nhập khẩu vào quốc gia này với khối lượng lớn. Đặc biệt thì là quả vải của nước ta được người tiêu dùng Nhật Bản đánh giá cao về mặt chất lượng. Vừa qua tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang đã diễn ra lễ xuất hành lô vải thiều sớm của huyện này đi thị trường Nhật Bản. Và đây cũng là lô vải thiều đầu tiên của Bắc Giang xuất khẩu sang Nhật trong mùa vải năm nay. Toàn Bắc Giang hiện có 30 mã số vùng trồng vải thiều với diện tích gần 220 hectare trong năm 2021, sản lượng ước tính là khoảng 1,8 tấn. Cục trưởng Cục Bảo vệ Thực vật cho hay tình hình xuất khẩu và tiêu thụ quả vải thiều Việt Nam tại thị trường Nhật Bản năm 2021 hiện đang có rất nhiều điều kiện thuận lợi. Dù dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, nhưng các công ty về sơ chế, đóng gói để phục vụ thị trường Nhật đã được các doanh nghiệp chuẩn bị sẵn sàng. Lượng vải thiều Bắc Giang xuất sang thị trường này dự kiến tăng mạnh. Việt Nam sẽ tạm ngừng nhập khẩu heo sống tại Thái Lan từ ngày 30 tháng 6. Lý do tạm ngừng vì cơ quan kiểm dịch đã phát hiện lô heo gần 1.000 con nhập từ nước này bị nhiễm bệnh dịch tả heo châu Phi. Theo Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, đối với những lô heo sống được doanh nghiệp hai nước ký hợp đồng mua bán và vận chuyển về Việt Nam trước đó, đến hết ngày 29 tháng 6, Bộ sẽ chỉ đạo cơ quan thú y tổ chức kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo an toàn dịch bệnh và vẫn được phép nhập khẩu vào nước ta. Đồng thời sẽ xem xét việc cho phép nhập khẩu trở lại khi dịch bệnh đã được kiểm soát, đáp ứng đủ điều kiện an toàn. Trong lúc này, việc tạm ngưng nhập khẩu được xem là hành động cần thiết để ngăn ngừa dịch tả xâm nhập vào nước ta, ngăn nguồn lây lan dịch bệnh cho đàn nuôi trong nước. Dù bị ảnh hưởng bởi diễn biến phức tạp từ dịch bệnh COVID-19, nhưng trong tháng 5 năm 2021, hoạt động sản xuất công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn duy trì đà phục hồi và đạt mức tăng trưởng đến 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Một số mặt hàng đạt tốc độ tăng trưởng xuất khẩu khá trong 5 tháng đầu năm 2021 gồm máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng, gỗ, sản phẩm gỗ, hạt tiêu, cao su. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 5 tháng đầu năm ước đạt là trên 456 tỷ đồng. Riêng doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt gần 256 tỷ đồng, tăng 9,55% so với cùng kỳ, tăng 8,4% thưa quý vị. Chiếm tỷ trọng là 56,03% trong tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tại thành phố Hồ Chí Minh. Hoạt động sản xuất công nghiệp khu vực thành phố Hồ Chí Minh duy trì đà phục hồi và đạt mức tăng trưởng khá với chỉ số sản xuất công nghiệp IIP tháng 5 ước là tăng 1,6% so với tháng trước và tăng 5,0% so với tháng cùng kỳ năm 2020.
Ngày 27 tháng 5, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ cho biết vừa tiến hành kiểm tra đồng loạt và phát hiện bắt quả tang 6 tụ điểm sang chiếc ga trái phép trên địa bàn của huyện Châu Thành và thành phố Mỹ Tho. Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng tại các điểm trên đang thực hiện hành vi sang chiếc ga từ bình ga lớn sang các chai chứa ga mini. Lực lượng công an đã tiến hành lập biên bản vụ việc, đồng thời tiến hành thu giữ toàn bộ tang vật gồm 53 bình ga loại lớn, 3.725 bình ga mini, 9 cân đồng hồ và 9 dụng cụ dùng để sang chiếc ga. Phòng Cảnh sát Kinh tế tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra, xử lý nghiêm theo quy định. Thông tin kế tiếp, ngày 28 tháng 5, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết địa bàn đã bàn giao tang vật 12.000 gói thuốc lá lậu cùng với phương tiện cho công an của huyện Krông Búc tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền. Trước đó, vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 27 tháng 5 tại km 1722 300 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Chư Cà Pô, huyện Krông Búc, tỉnh Đắk Lắk, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thì một tổ tuần tra của trạm cảnh sát giao thông Krông Búc thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện chiếc xe khách giường nằm mang biển kiểm soát là 81F00047 đang lưu thông theo hướng đi Gia Lai, Đắk Lắk có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã ra tín hiệu dừng để kiểm tra. Tài xế điều khiển chiếc xe là Phan Tuấn Hiệp, 48 tuổi, trú tại phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Kiểm tra dưới khoang chứa hành lý, tổ công tác phát hiện có 2 thùng cạc tông, bên trong chứa 12.000 gói thuốc lá hiệu Hero và 278 kg quần áo các loại không có hóa đơn chứng từ. Tài xế Hiệp khai nhận số hàng trên do chủ nhà xe nhận vận chuyển cho một thanh niên không rõ danh tính từ thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai đến thành phố Hồ Chí Minh sẽ có người nhận. Tại thời điểm gửi, người thanh niên cho biết bên trong các thùng này là cà phê bột. Thưa quý vị, huyện Cao Phong nổi tiếng là vùng trồng mía có chất lượng tốt của tỉnh Hòa Bình. Cây mía được trồng ở đây thân to, giống dài màu vàng óng, nước thơm và có vị ngọt đậm nên tư thương tại các tỉnh là Hà Nội, Phú Thọ, Hải Dương, Hải Phòng rất ưa chuộng. Vụ mía năm trước thì người nông dân bán được với giá là 4-5 đồng một cây. Tuy nhiên thì năm nay giá mía trắng loại đẹp cũng chưa đến 2 đồng một cây. Nông dân nơm nớp nỗi lo, mưa gió dẫn tới mía bị đổ sẽ trắng tay. Vụ mía năm trước, gia đình anh Bùi Đức Chung bán theo nhiều đợt nhỏ, may không bị lỗ. Năm nay, trước diễn biến bất lợi của thời tiết và tình hình dịch bệnh COVID-19 kéo dài, gia đình anh chỉ dành hơn 3.000 mét rạch để trồng mía. Tuy nhiên, đến mùa thu hoạch, bài toán tìm đầu ra cho cây mía trắng lại làm anh đau đầu. Mía năm nay là so với năm khác là cũng do thiên tai với lại dịch bệnh. Cho nên là đến thời điểm này là báo cáo với các anh là cũng chưa bán được. Và cũng thương lái họ giả có 2.000 cây so với mọi năm khác là cũng báo cáo với các anh là cũng so với năm nay là là cũng mất mùa. Cũng trong tình cảnh tương tự, vườn mía rộng gần 1 hectare của gia đình ông Đinh Mạnh Thường thời điểm này trồng chỉ để ngắm. Mặc dù mẫu mã nhỉn hơn những vườn mía khác, nhưng sau nhiều lần gọi điện mời hàng, thương lái cũng không mặn mà đến xem. Năm nay nói chung như thế là năm nay nó chắc cũng có ảnh hưởng cái dịch, cho nên nói chung thì làm cái gì ra bán được không được giá. Đấy, kể cả như đó lúa má các thứ linh tinh. Xã Thạch Yên là địa phương có diện tích trồng mía lớn nhất của huyện Cao Phong, mía trắng bạc ngàn trên các vườn đồi nhưng không có bóng dáng của tư thương tới thu mua. Người dân lo lắng khi mùa mưa kèm dông lốc đến, cây mía sẽ dễ bị đổ, nguy cơ thua lỗ rất cao. Với những người dân vùng cao, nếu không trồng mía, họ cũng chưa biết thay thế bằng loại cây nào. Hiện nay là do cái tình hình dịch bệnh COVID-19 kéo dài, diễn biến rất là phức tạp. Nên hiện nay là một số thương lái là không có đầu ra, không tiêu thụ được sản phẩm. Tiến độ thu hoạch mía ở xã Thạch Yên hiện nay là với ước là khoảng độ gần 10% trên tổng số diện tích là 148 ha. Trước mắt là cũng tuyên truyền cho bà con là hiện nay là cũng không kéo giá nữa. Cái giải pháp trước mắt là khi mà có thương lái trả với có thể là hòa gốc hoặc là có lãi là khuyến khích bà con là nên bán. Đây cũng là thực trạng chung tại các xã của huyện Cao Phong. Hiện toàn huyện có hơn 2.300 hecta trồng mía, trong đó riêng diện tích trồng mía trắng là hơn 1.600 hecta. Đây được xem là cây trồng chủ lực của huyện Cao Phong, là cây xóa đói giảm nghèo đối với nông dân các xã Thạch Yên, Dũng Phong, Nam Phong. Và đến thời điểm này mới có khoảng 25% diện tích mía trắng được tiêu thụ. Việc tiêu thụ chậm như hiện nay còn ảnh hưởng đến vụ mía năm sau của bà con nông dân. Chất lượng mía lưu vụ cũng ít nhiều bị ảnh hưởng. Người trồng mía trắng ở Cao Phong rất đang trông chờ có phép màu hiện ra. Tuy nhiên, không như chuyện cổ tích, người trồng mía trắng nơi đây vẫn đang chơi với giữa những mưu sinh thường nhật.
Thưa quý vị, những năm trở lại đây thì màng bọc thực phẩm được sử dụng phổ biến từ vùng nông thôn đến thành thị. Tuy nhiên thì việc sử dụng không đúng cách có thể vô tình dẫn tới các tác hại đến sức khỏe của người tiêu dùng. Màng bọc thực phẩm chứa các chất hóa học như là phthalate và DHA. Khi mà gặp nhiệt độ nóng thì các chất trên sẽ sản sinh ra chất gây ung thư, nên tuyệt đối không bọc thức ăn rồi cho vào lò vi sóng để hâm. Bên cạnh đó thì mọi người cũng lưu ý không nên sử dụng màng bọc cho thực phẩm đang nóng hoặc là chứa nhiều dầu, bởi vì sẽ khiến cho các thành phần hóa học chảy ra hòa cùng với thực phẩm sẽ vô cùng độc hại. Để đảm bảo an toàn khi sử dụng thì mọi người cần phải giữ khoảng cách ít nhất là 2,5cm giữa thức ăn và màng bọc. Chỉ dùng những loại màng bọc có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Ngoài ra thì người dùng nếu chưa cảm thấy tin tưởng hoàn toàn vào màng bọc thực phẩm, có thể tham khảo thêm nhiều lựa chọn như là bọc thực phẩm sáp ong, lò thủy tinh, nắp silicone, và đây cũng là những giải pháp thay thế được đánh giá vừa an toàn vừa thân thiện với môi trường. Thưa quý vị, trứng là một loại thực phẩm không thể thiếu trên mâm cơm của mỗi gia đình Việt Nam vì có thể tạo ra muôn vàn món ăn ngon và giá thì rất phải chăng. Thế nhưng có một số phản ánh rằng sức tiêu thụ trứng trong mùa dịch bệnh hiện nay tăng lên đột ngột, nhất là tại các siêu thị. Phóng viên của Tiêu dùng Thông minh đã có buổi ghi nhận ngắn để thông tin chi tiết hơn. Mời quý vị sẽ cùng theo dõi ngay sau đây. Quý vị thân mến, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát trở lại như hiện nay thì cái nhu cầu mua sắm và tích trữ thực phẩm cho gia đình của mình trở thành một cái nhu cầu rất là cấp thiết. Và một trong số những thực phẩm mà được người dân ưa chuộng nhiều nhất đó chính là trứng. Bởi vì trứng thì có rất là nhiều chất dinh dưỡng nhưng mà lại có giá thành khá là rẻ, phù hợp với túi tiền của mọi gia đình. Vậy thì đứng trước cái bối cảnh như hiện nay thì có một số lo ngại cho rằng thì giá trứng bị đẩy lên quá cao và nguồn cung thì khan hiếm. Vậy thì sự thật là như thế nào thì chúng ta hãy tìm hiểu ngay sau đây. Ghi nhận tại một siêu thị ở quận 7 vào khoảng 18 giờ, trứng là gian hàng được nhiều khách hàng lựa chọn nhất. Hiện tại giá trứng gà đang khá rẻ, cụ thể giá trứng VFood là 25.200 đồng một vỉ, trứng gà So Ba Huân cũng đồng giá 25.200 đồng, trứng gà ác hiệu VFood túi 10 trứng là 34.900 đồng. Tương tự, mức giá của trứng vịt cũng không cao, cụ thể trứng vịt VFood có giá là 31.000 đồng một vỉ. Một vấn đề khác ngoài giá cả cũng đang được người dân lo lắng, đó là nguồn cung. Liệu ai cũng đổ xô đi mua trứng như vậy thì các siêu thị có bao giờ bị thiếu hàng hay không? Không có thấy nguồn cung gì hết. Lúc này đang có giá nữa. Đó là giá cả ổn định đi kèm với các chương trình khuyến mãi lớn, cộng với công tác kiểm dịch tốt hơn, các siêu thị đang chiếm được ưu thế trong lĩnh vực kinh doanh các sản phẩm thực phẩm, nhất là mặt hàng trứng. Trứng ốp la là một trong những món ăn được nhiều người yêu thích và vô cùng thích hợp để làm bữa sáng khi ăn kèm với bánh mì, mì tôm hay là bít tết. Hương vị sẽ càng thơm ngon hơn khi chúng ta rắc thêm một ít tiêu đen xay nhuyễn lên trước khi thưởng thức. Nhưng dường như anh chàng này thì lại hơi không may mắn rồi thì phải. Bảo là một chút thôi nhưng sao lại cho nhiều đến thế kia. Thế thì ăn tiêu hay là ăn trứng đây? Nhưng mà rất nhanh trí thì chàng trai của chúng ta đã nảy ra ý tưởng để cứu nguy ngay cho món trứng ốp la. Dùng máy hút thì sao nào? Hút từ từ rồi cũng sẽ loại được phần tiêu thôi. Nhưng dường như anh chàng lại không có duyên với món ăn này rồi thì phải. Máy hút đã hút trọn miếng trứng thơm ngon mất rồi. Thiết nghĩ ngay từ đầu anh chàng chỉ cần dùng muỗng bình thường để lấy tiêu ra thì đã không bị mất bữa sáng của mình rồi. Thưa quý vị, đây quả là một video giải trí và tôi đã thật sự bật cười với ý tưởng độc lạ của anh chàng này. Và quý vị nào cũng chẳng may lỡ tay như trên á, thì cũng đừng thử theo cách này nhé. Không khéo lại mang bụng đói đi làm nữa chứ ạ. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị cùng với Tiêu dùng Thông minh trên các nền tảng của FBNC.